chuẩn bị tờ giấy A4. Tôi gấp lại một đường chéo. Còn mới gấp lại. Không đi thấu cái mắt gì đâu cho riêng mình. Thank you.
Và ta đã hoàn thành được một chiếc cano. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.